Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2020, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong xây dựng quê hương Cao Bằng. Trước khi đến với phóng sự này, như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin phản ánh về hoạt động của tổ chức đoàn Hội Thanh niên tỉnh trong tuần qua. Đoàn trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2021 đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 và đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 13 chi đoàn với 388 đoàn viên tham gia sinh hoạt. 100% đoàn viên khai báo y tế trên ứng dụng nCoV, ủng hộ gần 7 triệu đồng, góp phần gây quỹ phòng chống COVID-19. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia. Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp được tổ chức với nhiều hoạt động sáng tạo như nghiên cứu khoa học, tư vấn hướng nghiệp, tổ chức các buổi học, hoạt động ngoài giờ, lồng ghép giáo dục các kỹ năng sống. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đoàn trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên được học tập chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xung kích tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 100% chi đoàn xếp loại từ khá trở lên, kết nạp trên 100 đoàn viên mới, phấn đấu đạt đoàn trường vững mạnh xuất sắc. Nhân dịp này, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học 2019-2020. Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hòa An vừa tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi, kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2020. Tham dự ngày hội có gần 200 đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn và khối các chi đoàn trực thuộc huyện đoàn. Phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam, cán bộ, hội viên thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, huyện Hòa An tích cực tham gia phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, huy động được trên 9.345 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa, làm đường bê tông nông thôn được 3,2 km, khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 830 đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trồng mới 12.700 cây xanh, nạo vét kênh mương nội đồng được 30 km, vệ sinh được 167 km đường làng, ngõ xóm, tuyến đường thanh niên tự quản, 268 lượt nhà văn hóa xóm, vận động hiến được 322 đơn vị máu, tặng được 652 suất quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí quà tặng trên 239 triệu đồng. Trong ngày hội, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hòa An đã tổ chức các hoạt động gia quân Ngày Chủ nhật Xanh năm 2020, tham gia vệ sinh môi trường, vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị, chăm sóc bổn hoa, cây cảnh tại các cơ quan, đơn vị, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian như kéo co, đánh bóng chuyển hơi, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên đến từ các xã, thị trấn và các chi đoàn trực thuộc huyện đoàn tham gia. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua Chi đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đã tổ chức chương trình tình nguyện tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó, cắt tóc miễn phí cho các em học sinh và giao lưu thể thao tại xã Đức Thông, huyện Thạch An. Tại xã Đức Thông, chi đoàn đã trao 8 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 suất quà cho các gia đình chính sách là hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, tặng 300 bộ quần áo cho các em học sinh trường tiểu học xã Đức Thông. Cùng đồng hành với chi đoàn thanh niên của đài có salon bảo kéo đã đến cắt tóc miễn phí cho gần 30 em học sinh. Nhân dịp này, chi đoàn đã tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi với đoàn thanh niên xã Đức Thông nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết. Đây là chương trình thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần nâng cao trách nhiệm vai trò của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cao Bằng với cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Cao Bằng. Trải qua một chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển, kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, lớp lớp thế hệ thanh niên Cao Bằng đã xung kích đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt đã đoàn kết, bồi dưỡng, cổ vũ đông đảo hội viên thanh niên hăng hái tham gia các phong trào học tập, lao động sản xuất, khoa học, kỹ thuật và công nghệ, hướng cho thanh niên có ý chí vươn lên, chủ động lập thân, lập nghiệp, tiên phong xung kích trên mọi mặt trận, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hoạt động nổi bật của Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã đạt được trong 9 tháng đầu năm qua. Đây là những hình ảnh đoàn viên thanh niên giúp dân làm đường tại xóm Rọc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. Xóm Rọc Rậy chỉ 12 hộ dân nên việc tự phá đá mở đường gặp muôn vàn khó khăn. Sau khi biết được thông tin, đoàn viên thanh niên thuộc tỉnh đoàn và đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp đã tổ chức các đợt tình nguyện, hỗ trợ vật liệu và giúp bà con hoàn thành con đường. Có thể nói lực lượng thanh niên luôn đi tiên phong trong mọi phong trào. Đây là một trong những câu chuyện tạo nên những nghĩa cử cao đẹp trong số các hoạt động mà thanh niên Cao Bằng đã làm trong thời gian qua. Trong 9 tháng đầu năm, năm 2020, các cấp bộ, hội trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện sâu rộng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đến đông đảo hội viên thanh niên, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cổ vũ hội viên thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể thông qua các hoạt động học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm với bản thân và xã hội. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh. Thông qua chương trình Xuân tỉnh nguyện năm 2020, tháng 3 biên giới năm 2020, chiến dịch Thanh niên tỉnh nguyện hè năm 2020, các cấp bộ hội đã tổ chức được trên 50 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 30.000 hội viên thanh niên tham gia, xây dựng đô thị văn minh, triển khai cột điện nở hoa với 170 cột điện được vẽ trong thành phố. Sửa chữa 12 km đường và làm mới 15 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương, trồng mới hơn 40.000 cây xanh, vận động 1.000 thanh niên tham gia hiến máu và thu được 400 đơn vị máu, thăm hỏi tặng 6.052 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng, sửa chữa 128 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi mưa đá. Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp tục được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai có hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ qua ngân hàng chính sách đến nay là gần 500 tỷ đồng với 459 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên tham gia tổ chức hội, công tác xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức được quan tâm chú trọng. Thường xuyên mở rộng các loại hình tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt là thanh niên sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thanh niên dân tộc thiểu số ít người, thanh niên tôn giáo, tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo và uy tín của tổ chức hội, cán bộ hội trong công tác tập hợp thanh niên, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức đoàn các cấp. Hướng đến kỷ niệm 64 năm thành lập ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chúng ta cũng đã có nhiều cái hoạt động hết sức là sôi nổi. Thì trong đó tập trung vào các hoạt động đẩy mạnh cái phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, như tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Cái thứ hai thì tôi đánh giá là cũng tương đối là nổi bật. Đấy là trong cái bối cảnh mà năm nay thì chúng ta biết là cái năm mà
ảnh hưởng rất nặng nề của dịch Covid-19. Cùng với cái làn sóng thứ hai thì tiếp tục là được Đảng, Nhà nước cũng như là lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo tới các cấp các ngành tiếp tục tham gia để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, vừa là tuyên truyền, vừa triển khai các biện pháp là phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thì Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng cũng cùng với phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch, thì chúng tôi tổ chức phát động cái phong trào trong thanh niên để hướng tới các địa bàn, tới các lực lượng ở tuyến đầu, như là thăm, động viên, tặng quà các chốt phòng chống dịch ở trên địa bàn biên giới do các đồng chí bên lực lượng bộ đội biên phòng là chủ công đang chốt chặn. Cái thứ ba ấy, đấy là việc mà triển khai các hoạt động, tổ chức các hoạt động trong đồng bào thanh niên dân tộc thiểu số, rồi triển khai các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khác, vừa là chào mừng tới để hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, vừa là kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tới đây thì các hoạt động về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh thì cũng sẽ được tiếp tục được Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh chúng ta để tổ chức triển khai sao có hiệu quả, cũng như là từ đó thì hỗ trợ được những thanh niên tham gia vào cái chương trình xây dựng các sản phẩm OCOP của tỉnh Cao Bằng. Cái nữa đấy là việc mà tiếp tục là động viên đối với các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh với các bạn trong câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp là tiếp tục là vượt khó, vươn lên sau cái đại dịch và thích ứng với cái trạng thái bình thường mới để tiếp tục là phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định doanh nghiệp và phát triển mạnh hơn. Cũng trong năm qua, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đến đông đảo hội viên thanh niên bằng các hoạt động thiết thực, sáng tạo, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ hội, cán bộ, hội viên và thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Mới đây, nằm trong chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được sự ủy quyền của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tổ chức đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tổng Cọt đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, hội động viên chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, tích cực tuần tra kiểm soát, không để xảy ra tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, hội tặng các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đồn biên phòng Tổng Cọt, các nhu yếu phẩm, trang thiết bị, đèn tích điện, phục vụ công tác phòng chống dịch trị giá 50 triệu đồng. Trong thời gian vừa qua, thì đặc biệt là cái thời điểm bắt đầu diễn ra dịch bệnh, đơn vị đồn biên phòng Tổng Cọt cũng như tất cả các đơn vị của bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng nói chung đã triển khai các chốt chặn, chốt lán. Thứ nhất là nhằm ngăn chặn các cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Thứ hai là phòng chống các loại tội phạm khác. Và đến thời điểm hiện nay, qua hai đợt dịch bùng phát ở trên đất nước chúng ta, thì đơn vị cũng đã triển khai các chốt chặn và đến thời điểm hiện tại là luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Để có được cái thành tích kết quả đó cũng được sự luôn luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân. Đấy, thứ nhất là động viên về tinh thần, thứ hai là về vật chất. Và đặc biệt trong hai đợt diễn ra dịch bệnh thì được sự quan tâm kết nối của tỉnh đoàn Cao Bằng với đơn vị là đã đến thăm tặng quà các chốt chặn của đồn Tổng Cọt. Đấy, thì đặc biệt là trong ngày hôm nay, cái chương trình san sẻ yêu thương do Thường vụ huyện đoàn chủ trì đã đến thăm tặng quà các chốt. Và với những phần quà và ý nghĩa lớn lao đó, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng của đồn biên phòng Tổng Cọt xin hứa sẽ luôn luôn là vững chắc tay súng và đảm bảo yêu cầu chính trị, an tâm tư tưởng công tác, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao
nhất là trong thời điểm hiện nay. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ được quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như tổ chức khám bệnh cho 1.268 lượt người dân, 31.000 thanh niên được giới thiệu hướng nghiệp, 300 thanh niên có việc làm ổn định. Qua các phong trào, hoạt động, tinh thần xung phong tình nguyện của thanh niên được phát triển và trở thành phong trào truyền thống tốt đẹp của thanh niên. Ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu, năng động, sáng tạo, điển hình đi đầu trong học tập, lao động sản xuất, vươn lên lập thân lập nghiệp. Bằng những hành động thiết thực và hiệu quả, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao đời sống của nhân dân. Để tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên trên quê hương cội nguồn cách mạng, phát huy những thành tích đã đạt được, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp. Chuyên mục Thanh niên số phát sóng tuần này xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Thanh niên số tiếp theo.